thi công trát. Em Lanh GEC chào anh chị. Sau đây em chia sẻ tiếp về cách thi công trát đúng và hiệu quả. Thứ nhất, trát rửa. Các công tác chuẩn bị và thi công mặt trát cũng tiến hành như trát mài, bao gồm trát lớp lót, chế tạo vựa trát và thi công trát. Khi vựa trát đã đóng vẩy, sau 2 giờ đến 3 giờ thì tiến hành rửa bằng nước sạch, đổ nhẹ nước lên bề mặt trát và dùng chổi mịn để cọ đến lộ đều đá và không có vết bẩn. Sau khi rửa, bề mặt trát phải được đảm bảo cẩn thận và tránh bị va đập làm bẩn. Thứ hai, trát băm. Trình tự công việc và chế tạo hỗn hợp vựa cũng được tiến hành như trát mài, trát rửa. Sau khi hoàn thành mặt trát khoảng 6 đến 7 ngày, tiến hành băm. Trước khi băm cần kẻ các đường viền, gờ, mạch trang trí theo thiết kế và băm trên bề mặt giới hạn bởi các đường kẻ đó. Dụng cụ để băm là búa, đầu nhọn hoặc các dụng cụ chuyên dụng. Chiều băm phải vuông góc với mặt trát và thật đều tay để lộ các hạt đá và đồng nhất màu sắc. Thứ ba, độ sai lệch cho phép của bề mặt trát không vượt quá các quy định tiêu chuẩn. Để có một ngôi nhà đẹp, hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0962 536 895 và được tư vấn miễn phí.